Ngọc Ánh rất vui khi tiếp tục là người đồng hành cùng quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, khi nhắc đến vị tướng uy trấn Hoa Hạ, chắc hẳn quý vị đã biết Ngọc Ánh đang muốn nói đến nhân vật nào rồi đúng không ạ? Đó chính là Quan Vũ. Ông là nhân vật có thật trong lịch sử, đứng đầu ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. Với sức khỏe hơn người, Quan Vũ dùng Thanh Long Uyển Nguyệt đao nặng hơn 40 kg. Trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông lập được nhiều chiến công hiển hách, có thể kể đến như là tiêu diệt khởi nghĩa Khăn Vàng, chém Hoa Hùng, đại tướng của Đồng Trác, chém Nhan Lương, Văn Xú. Thế nhưng cổ nhân vẫn có câu nói rằng núi cao ắt có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Vào thời đại của Quan Vũ còn có một vị tướng được quân chủ Lưu Bị hết sức trọng dụng, đó chính là Mã Siêu. Người này tài năng không thua kém gì các võ tướng đương thời. Khi đó, Quan Vũ đã có một quyết định khiến nhiều người thắc mắc, đó là ông đòi thách đấu với Mã Siêu. Vậy tại sao cùng dưới trướng của Hán Chiêu liệt đế Lưu Bị, Quan Vũ lại thách đấu với Mã Siêu mà không phải là một tướng tài khác? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Quan Vũ, không rõ năm sinh, mất năm 220, tự Vân Trường, quê ở Vạn Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của Trung Quốc ngày nay. Ông cao 9 thước, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài 2 thước, oai phong lẫm liệt, là vị dũng tướng tiếng tăm lừng lẫy cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Từ trẻ theo phò trợ Lưu Bị, một lòng trung thành, xả thân vì Chúa. Ông cũng là vị dũng tướng mà Lưu Bị hết lòng tin cậy, phong làm tiền tướng quân. Mã Siêu, sinh năm 176, mất năm 222, tự Mạnh Khởi, quê ở Hương Bình, huyện Thiểm Tây, Trung Quốc hiện nay, là danh tướng của Thục Hán thời Tam Quốc. Mã Siêu được Lưu Bị tin cậy, giao nhiều trọng trách quan trọng, đồng thời tấn phong cho ông làm tả tướng quân. La Quán Trung mô tả và ước lệ hóa Mã Siêu trở thành một vẻ đẹp gần như tuyệt mỹ của một trang nam tử trẻ tuổi. Mã Siêu là một viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa đẹp. Mãnh hổ Mã Siêu của đội quân Thiết Kỵ Tây Lương nổi tiếng bởi lối đánh thần tốc, nhanh gọn. Vì đầu quân về với Lưu Bị khá trễ nên không được La Quán Trung miêu tả nhiều. Nhưng thực lực của Mã Siêu là không thể xem thường khi từng cầm quân đánh cho Tào Tháo chạy toán loạn. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị sau khi lên ngôi vào năm 219 đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung là ngũ hổ thượng tướng hay ngũ hổ tướng. Tuy nhiên, Quan Vũ từng tỏ thái độ không hài lòng với Mã Siêu. Quan Vũ bên cạnh khí chất vũ dũng phi phàm còn có nhược điểm vì thích kiêu ngạo, không chịu dưới người khác. Theo sử liệu, khi Mã Siêu chấp nhận đi theo Lưu Bị, vị quân chủ này đã hậu đãi Mã Siêu khiến cho một số tướng tá bất bình. Quan Vũ lúc này đang ở Kinh Châu nghe tin Mã Siêu theo hàng. Vì trước đây không quen biết Mã Siêu nên đã tỏ ra bất bình và viết thư cho Gia Cát Lượng hỏi rằng Siêu là bậc nhân tài nào, có thể so được với ai? Gia Cát Lượng biết rõ Quan Vũ bề ngoài đòi so tài với Mã Siêu nhưng thực tế thể hiện sự bất mãn việc Mã Siêu vừa mới tới nhưng đã được trọng dụng. Để đảm bảo đoàn kết nội bộ, động viên Quan Vũ an tâm trấn thủ Kinh Châu, ông đã viết một bức thư phúc đáp với nội dung không hạ thấp Mã Siêu nhưng lại ca ngợi Quan Vũ. Trong thư có đoạn, Mạnh Khởi kiêm tài văn võ, hùng liệt hơn người, là hào kiệt một đời. Ví như Kình, Bành, xứng đáng tranh tài cao thấp với Dực Đức, Trương Phi, chẳng thể so sánh được với ông dâu dài tuyệt luân siêu quần vậy. Quan Vũ xem xong thư vô cùng đắc ý, mang thư khoe với nhiều người. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tình tiết này được diễn tả hoàn toàn giống sử sách, chỉ có khác biệt nhỏ là Quan Vũ sai Quan Bình đến Thành Đô bẩm lại với Lưu Bị rằng ông nghe danh Mã Mạnh Khởi võ nghệ tuyệt luân nên muốn vào xuyên để đọ sức cao thấp. Cả đời đánh trận, Quan Vũ thực sự chém chết bao nhiêu tướng địch. Có rất nhiều chi tiết, câu chuyện về Quan Vũ được La Quán Trung thêu dệt, hư cấu, thậm chí thần thánh hóa trong Tam Quốc diễn nghĩa. Đáng chú ý nhất chính là số lượng đại tướng phía đối thủ bị chém bởi Quan Vũ. Thống kê từ Tam Quốc diễn nghĩa chỉ ra rằng Vũ trước sau chém 16 đại tướng khi giao tranh. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Nhan Lương được chính sử ghi nhận là do Quan Vũ chém. Tam Quốc chí chép, tháng 4 năm 200, Tào Tháo dẫn Quan Vũ và Trương Liêu đi cứu Bạch Mã, mặt khác lại chia quân ra diên tân để phân tán sự chú ý của Viên Thiệu. Quả nhiên, Thiệu tăng cường thêm quân cho diên tân mà không chú ý Bạch Mã. Tào Tháo nhân đó đột ngột thúc quân đánh mạnh ở Bạch Mã.
Quan Vũ ra trận, giết chết mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, giải vây cho thành Bạch Mã. 15 nhân vật còn lại thì hết 11 là hư cấu, trong khi 4 người khác không phải bị chết bởi đao của Quan Vũ, gồm Hoa Hùng, Sử Ghi bị Tôn Kiên bắn chết, Sa Trụ thực ra là Quan Văn và bị giết bởi Lưu Bị, Văn Xú chết trong đám loạn quân, Sái Dương tử trận khi giao tranh với Lưu Bị ở Nhữ Nam. Ngoài ra, trong trận chiến ở Phan Thành, Quan Vũ từng bắt sống Bảng Đức ở Khoái Khẩu và sau đó chém đầu tướng này. Đây là sự kiện có thật trong lịch sử. Tóm lại, cả đời chinh chiến, Quan Vũ chỉ chém đầu đúng 2 tướng địch là Nhan Lương khi giao tranh trực tiếp và Bảng Đức ra lệnh hành quyết sau khi khuyên hàng không được. Sau này, con trai của Bảng Đức là Bảng Hội theo Trung Hội Đặng Ngải đánh thục, tiến thẳng thành đô và giết sạch gia tộc họ Quan. Quý vị thân mến, nhiều nhà nghiên cứu nhận định, bên cạnh khí chất vũ dũng phi phàm, Quan Vũ có nhược điểm vì tính kiêu ngạo, không chịu dưới người khác. Đây chính là nguyên nhân Quan Vũ bất mãn với Mã Siêu, vừa mới tới nhưng đã được trọng dụng. Thậm chí trong giai đoạn xây dựng uy danh thời Tam Quốc, Quan Vũ hết gây xích mích với Tôn Quyền, lại thể hiện thái độ với Lưu Bị, Gia Cát Lượng còn khước từ lòng tốt của Tào Tháo. Điều này khiến cho các học giả Trung Quốc sau này nhận định cả ba thế lực thuộc Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy đều hiểu rõ Quan Vũ không chết thì đại cục không thể yên ổn. Vậy điều này có phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị tướng uy trấn Hoa Hạ hay không? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Khước từ Tào Tháo. Bất đắc dĩ quy hàng Tào Tháo, Quan Vũ được đối đãi hết sức nồng hậu. Quan Vũ được phong làm Hán Thọ Đình Hầu. Chức tước này trên danh nghĩa là Hán Hiến Đế sắc phong, nhưng thực chất là do chủ ý của Tào Tháo. Quan Vũ hết sức coi trọng chức tước này, vì trong mắt một người trung quân thuộc Hán, đây là bằng chứng cho thấy Quan Vũ bắt đầu bước chân vào hàng ngũ quan lại của nhà Hán. Sau này, Quan Vũ nhất quyết quay về với Lưu Bị, thậm chí còn qua Nam Hải chém 6 tướng Tào. Nhưng nếu có ở lại với Tào Tháo, tư tưởng trung quân phục Hán cùng tính cách kiêu căng, ngạo mạn cũng sẽ sớm hại chết Quan Vũ. Cái chết của Tuân Úc là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, các học giả Trung Quốc phân tích. Tuân Úc là mưu sĩ sớm nhất của Tào Tháo, luận về tài năng chỉ đứng sau Quách Gia. Sinh thời, mưu sĩ họ Tuân xuất thân từ gia tộc Tứ Thế Tam Công, 4 đời làm quan to, địa vị vốn cao hơn Tào Tháo rất nhiều. Bởi vậy, khi được Tuân Úc đầu quân, Tào càng có được sự ủng hộ của cả nhà họ Tuân, thế lực và địa vị nâng cao không ít. Tuân Úc tận tâm, trung thành, lập nhiều công trạng, được Tào Tháo rất mực trọng dụng, kính nể. Nhưng càng về sau, Tuân Úc càng lộ rõ mục đích đi theo Tào Tháo để trợ giúp cho nhà Hán. Trong khi đó, Tào Tháo chỉ muốn chấm dứt một triều đình bù nhìn để xưng đế. Kế hoạch này sớm muộn bị Tuân Úc phát hiện. Từ chỗ là mưu sĩ thân cận, Tuân Úc công khai đứng ra phản đối Tào Tháo. Kết quả là mưu sĩ tài ba này bị Tào ban cho một chén rượu độc mà chết tức tưởi. Không bằng lòng với Lưu Bị. Trở về thuộc Hán, Quan Vũ lẽ ra không nên nhắc đến chức Hán Thọ Đình Hầu để tránh làm Lưu Bị không vui. Nhưng bởi tính tình ngạo mạn, kiêu căng, Quan Vũ vẫn nhiều lần tự xưng tước vị mà Tào Tháo ban cho. Quan Vũ coi đây là vinh dự, thì Lưu Bị có thể nghĩ huynh đệ mình đã trúng kế thị uy của Tào Tháo. Theo các nhà học giả Trung Quốc, bất hòa giữa hai huynh đệ từng uống máu ăn thề dần lên đến đỉnh điểm. Nếu Lưu Bị chết, Quan Vũ là ứng cử viên sáng nhất để nắm quyền lực thuộc Hán. Trong khi đó, nếu Lưu Bị giết Tào thành công, Quan Vân Trường sợ rằng kẻ tiếp theo phải rơi đầu sẽ chính là mình. Đến khi chiếm Tây Xuyên, cả Gia Cát Lượng, Pháp Chính và nhiều người khác đều cật lực khuyên Lưu Bị xưng đế. Nhưng Lưu Bị một mực cự tuyệt, chỉ muốn làm Hán Trung Vương. Điều này khiến cho Quan Vũ trong lòng vô cùng bất mãn. Quan Vân Trường cho rằng danh xưng ấy không được Hán Hiến Đế phê chuẩn, không được công nhận là hành động phản nghịch. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung miêu tả chi tiết vụ việc này. Khi Phí Y mang theo chiếu bổ nhiệm của Lưu Bị tới Kinh Châu, Quan Vũ ngang nhiên hỏi, Hán Trung Vương phong cho ta tước gì? Thái độ của Quan Vũ tỏ rõ sự bất mãn, khác hẳn với lúc được Tào Tháo phong làm Hán Thọ Đình Hầu. Khi nghe tới việc mình được phong chức đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng, Quan Vũ càng thêm giận dữ, miễn cưỡng tiếp nhận. Phí Y đã đem toàn bộ sự tình tâu lại với Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Đó là lúc mà Quan Vũ trở thành cái gai trong mắt của Gia Cát Lượng. Nếu để Quan Vũ vào Tứ Xuyên, khó tránh khỏi xích mích, dẫn đến huynh đệ tương tàn. Ngược lại, trấn thủ Kinh Châu, Quan Vũ có thể dâng thành cho Tào Ngụy bất cứ lúc nào. Nhục mạ Tôn Quyền. Trong khi đó, Tôn Quyền ở Đông Ngô đứng ngồi không yên, bởi Quan Vũ trấn Kinh Châu,
bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đánh xuống nước Ngô. Tôn Quyền bèn dùng kế, sai sứ giả tới xin Quan Vân Trường gả con gái cho con trai mình, thể hiện lòng muốn thắt chặt quan hệ Ngô Thục. Nhưng Quan Vũ vốn ngạo mạn, tự phụ và không có tầm nhìn xa nên rất coi thường Tôn Quyền. Quan Vũ không hề biết rằng làm tổn hại quan hệ Thục Ngô sẽ càng phá tan chiến lược Long Trung đối sách mà Gia Cát Lượng đề ra. Vì vậy, Quan Vũ mắng chửi sứ giả hết lời, thậm chí còn có ý nhục mạ Tôn Quyền khi nói: "Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử?" Có thể nói, Quan Vũ đã phạm phải sai lầm chết người khi thẳng thừng gây hấn với Tôn Quyền. Bởi xét về vai vế, Tôn Quyền đứng ngang hàng với Lưu Bị. Tôn Quyền biết tin, tỏ ra hết sức tức giận, một mặt nhẫn nhịn chờ thời, mặt khác bắt đầu xây dựng mối quan hệ giao hảo với Tào Ngụy. Quan Vũ chết là điều tất yếu. Trên thực tế, bản thân Quan Vũ trong giai đoạn này có lẽ cũng hết sức đau đầu. Bởi Lưu Bị dù khởi binh khôi phục Hán Triều nhưng lại tự ý xưng vương khi chưa có sự đồng ý của Hán Hiến Đế. Nếu theo Tào Tháo, Quan Vũ sớm muộn cũng chứng kiến cảnh nhà Hán diệt vong. Trong bối cảnh đó, Gia Cát Lượng để Lưu Bị phong Quan Vũ làm tiền tướng quân khởi binh đánh Tương Dương. Quan Vũ dù không giỏi mưu lược nhưng cũng hiểu rằng đánh Tương Dương chẳng khác nào tấn công Tào Tháo, trong khi Tôn Quyền ở phía sau sẵn sàng đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Trước có Tào Tháo, sau có Tôn Quyền, Quan Vũ biết mình đang dấn thân vào chỗ chết. Một số học giả Trung Quốc phân tích, nếu may mắn có thể diệt được Tào Tháo, Quan Vũ sẽ lập công, chấn hưng nhà Hán. Nếu không may thì sẽ bại trận mà chết. Cả hai con đường ấy đều không vi phạm tư tưởng Trung quân phục Hán, nên Quan Vũ chấp nhận dẫn quân lên đường. Có một điều mà Quan Vũ không ngờ, đó là mối quan hệ của ông với các tướng lĩnh dưới quyền cũng xấu đi nhanh chóng. Đến khi rơi vào bế tắc trong chiến dịch đánh Tương Dương Phan Thành, Quan Vũ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, lại bị quân Đông Ngô đánh úp, buộc phải rút chạy về Mạch Thành. Quan Vũ thất thủ Mạch Thành là điều tất yếu, bị quân Ngô bắt sống. Quan Vũ kiên quyết không hàng Ngô và chỉ còn đường nhận lấy cái chết. Quý vị thân mến, có thể nói Quan Vũ đã đạt được tâm nguyện khi hy sinh tính mạng để bảo vệ lý tưởng. Cái chết của Quan Vũ thể hiện vận mệnh nhà Hán đã hết, báo hiệu sự diệt vong. Và đó là điều tất yếu của lịch sử, kết thúc một cuộc đời anh hùng thời đại, một vị tướng uy chấn hoa hạ vang danh thiên cổ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn vào đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ và theo dõi lịch sử Trung Quốc mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.